Rồi, ngồi ghế nha. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra ha. Chào hai bạn. Mình giới thiệu to rõ về thông tin cá nhân của mình. Bây giờ mời em trai. Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi. Chào quý vị khán giả. À, chào bạn bên kia. Ừ. À, em tên là Hồ Xuân Hội. Hôm nay 41 tuổi. Còn trẻ quá ha. Dạ, à, em đến từ Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online. Bán gì bán, vậy? Mắt kiến tại Trang Nam. Hên quá, không có bán gì cạnh tranh với tụi trời. Làm công việc này lâu chưa? Dạ, em làm được tầm 3-4 năm rồi. Trời, vậy là ngon lành luôn. Có của nè, tôi biết bán hàng online giờ ngon lành lắm, đúng không? Cũng tạm tạm đủ sống. Tạm tạm, đang sống với ai? Dạ, sống với lại mẹ với hai đứa em trai. À, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Chi. Em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm marketing cho một công ty về kim cương. Ồ, ồ, nước da mà láng căng luôn, đẹp dễ sợ đẹp luôn. Nước da này là đặc biệt lắm, người nước ngoài người ta rất thích đó nha. Rất đặc biệt. Ba mẹ em thì ở Tiền Giang chị, Tiền em Giang. Quê ở Tiền Giang. Dạ, em lên Sài Gòn khoảng mười mấy năm rồi. Hèn học gì? Ra trường rồi làm ở đây luôn. Ừ. Hiện tại thì ở với em gái. Rồi ở nhà ai? Em ở chung với nhà em gái luôn. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì thuộc tiếp người là năng động, làm công việc thì rất là chỉnh chu, rất là nghiêm túc. Điểm yếu của em thì em cũng đôi lúc cũng rất là cố chấp. Thì làm chị trong gia đình nữa, cho nên là thường cũng hơi khó khó. Ừ. Thì em thích những cái công việc như đi đó hoặc là đi du lịch. Điểm yếu của em là em cũng rất là hay tin người. Vậy là đó giờ có bị ai gạt chưa? Dạ bị rồi chị. Gạt dễ gì? Tin người thì ví dụ như bạn bè cũng tin thì cũng cho mượn tiền đó, thấy chưa? À, thôi rút kinh nghiệm ha. Nhưng thật ra mình có cái sự thương người, giúp đỡ bạn bè vậy thì cũng tốt, đó là một đức tính tốt. Có tiền cho mượn không? Dạ cũng có ít ít. Điểm mượn tiền bạn gái nha. Dạ không. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống rất là lạc quan, biết nấu ăn sơ sơ, hát hò sơ sơ. Làm thử một câu bài hát sơ sơ nghe coi nè. Đổ tay cho nó sơm tụ lên nè. Rồi mời em. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Lỡ thương thầm sàng xê điều lý, lý duyên tình ai nỡ làm thinh. Chim chuyền nhành ớt liếu lo, người ơi tôi hát sáu câu đợi chờ. Ôi ngọt quá trời luôn. Vậy mà lá sơ sơ. Ông này ông nói công việc ông sơ sơ là mình hiểu cái sơ sơ của ông. Bây giờ có tật xấu gì không? À, hay quên, ít nói. Mấy đứa của em là em rất là dễ mềm lòng. Tình trường thì sao? Mình 41 tuổi rồi, được mấy mối tình? Từ trước giờ thì cũng khá khá. Thật ra em là trai đơn thân, em có một đứa con trai. Ồ, vậy dạ, hả? Nhưng mà em thì chưa có kết hôn, cũng tính đến chuyện hôn nhân nhưng mà cuối cùng thì không thành thì... Nhưng mà cái giai đoạn ở bên cái người quen với cái cô đó là bao lâu? Quen một năm mấy là có em bé. Có em bé, bây giờ con mấy tuổi rồi? Dạ con em 7 tuổi hơn. Con trai hay gái? Trai chị. Rồi sống với ai? Dạ sống với em. Sống với em, ủa mẹ nó không có dành nuôi hả? Thời gian đầu là mẹ nó giữ được đến tầm 13, 14 tháng á, gửi qua bên em cho đi học rồi mẹ đi lo cho cuộc sống rồi này. À, và hiện nay là có còn gặp lại không, rồi có thờ dạ. Hay thăm con, nuôi con gì không? Có khi vài tháng qua một lần, rảnh thì một tuần qua một lần. Đi rồi lên đây đăng ký rồi gặp bạn gái rồi rủi bấm nút hẹn hò yêu đương rồi giờ vợ cũ về rồi sợ muốn quay trở lại nói lại tình xưa rồi làm sao? Tính ra em giữ coi chứ cũng 5 năm hơn rồi chị. Ê, 6 năm hơn rồi chị. Mà trong 6 năm nó có bao giờ cũ quay trở lại muốn hàn gắn lại chưa? Chỉ có em là người muốn quay lại thôi nhưng mà bạn ấy không rồi không giờ còn muốn nữa không? Dạ không, em nếu mà em còn muốn nữa thì em đâu có lên đây làm gì đâu. Chắc không? Dạ chắc. Tại vì em muốn mà cổ không muốn. Nhưng bây giờ rủi bây giờ cổ quay lại cổ muốn thì chủ động là khác à nha. Đã vậy thêm cậu con trai nữa. Tình cảm em nghĩ chắc cũng không còn. Bạn của em nói đúng ra thì cũng vô tâm lắm. Thì cũng không có quan tâm là hiện tại em như thế nào hay là con như thế nào. Chỉ biết khi nào rảnh thì nhớ thì qua thăm con thôi chứ cũng không có nói chuyện với em, hầu như là không có nói chuyện với nhau. Thì bây giờ hồi đó giờ không nói, nhưng mà tôi đặt cái trường hợp là bây giờ có bạn gái rồi người ta mới tới kiếm người ta nói thì em tính sao? Cũng phải tùy là lúc đó là tình cảm em với bạn gái hiện tại bây giờ là nó tiến triển ở mức độ nào và bạn gái em là người có thể hiểu được câu chuyện nó đến mức độ nào, chấp nhận được đến mức độ nào. Chứ thật sự em nghĩ em cũng không phải lựa chọn đâu, tại vì
Nếu mà thật sự ngày hôm nay em bấm nút là em sẽ lựa chọn người đó. À, đó, cái câu chốt đó cuối cùng chịu nói. Rồi tình trường em sao? Em cỡ khoảng 7 năm trước đó chị, em cũng quen qua anh đó. Thì tính ra thì cái mối tình đó là mối tình mà là em quen chính thức. Là anh cũng có gia đình trước rồi, anh cũng có con. Cuối cùng thì em phát hiện ra là anh quay lại với người trước đó nữa. Đó, y chang trường hợp bên đây. Mà lúc đó em với ảnh tình cảm đã sâu nặng chưa? Thật sự là em cũng không có phải là, em cũng buồn buồn. Thời gian trước đó em cũng chỉ lo cho gia đình, rồi em út học hành. Rồi sau đó quá trình làm việc cũng mấy năm nay em làm cũng nhiều nơi, từ ngân hàng tới này kia. Thì cũng gặp rất là nhiều anh, nhưng mà giống như em cũng tới sao, anh đâu đều có gia đình hết rồi. Nhưng mà có gia đình rồi hay đang có gia đình? Trời ơi, thấy điều đâu có được. Em muốn tìm một cái người bạn gái trong tương lai, một người vợ của mình, một người mẹ cho con mình sau này, là một người như thế nào? Phụ nữ là phải hiền trước đã. Em không thích người nóng tính. Người phụ nữ của gia đình với lại ngoại hình hay ghen, mà ghen quá là em sợ lắm. Nhưng mà em có phải là người chung thủy không? Vâng, em là người đó là... Rồi, còn em? Em thuộc người miền Tây á, cho nên em cũng tìm một cái người có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau được, ký rõ một chút, có những câu chuyện mình chia sẻ được. Ừ. Không phải lúc nào cũng hỏi em ăn cơm chưa, em đang làm gì, thì nó đơn điệu quá, không có chủ đề. Mà ví dụ như em là người chủ động nghĩ ra chủ đề mà mình nghĩ hoài cũng đâu được. Ừ. Cho nên là em cũng thích một người có thể là hiền lành, tốt bụng. Rồi. Có hình không, đưa cho hình chị coi. Mờ quá biết anh nào. Đây nè, tấm hình này được nè, kiếm đi, có ảnh nó chồng á. Rồi, mở lớn ra để mình nhìn. Chắc em nghĩ là này. Anh đó phải không? Tại sao chọn anh đó? Thì em nghĩ là 41 tuổi thì cái hình này, trong ba người này thì chắc người này là lớn nhất rồi. Suy luận cũng được. Bên đây, cô nào? Em nghĩ là bạn này. Tại sao em nghĩ cái bạn đó? Tại khi nãy em có nghe chị nói là bạn trắng. Ồ, nước da mà láng căng luôn, đẹp dễ sợ đẹp luôn. Nước da này là đặc biệt lắm, người nước ngoài người ta rất thích đó nha. Rất đặc biệt. Về đợi chương trình phát sóng coi lại coi hồi nãy tôi nói bạn nước da như thế nào. Trời ơi, tôi nói nước da này người nước ngoài rất thích. Ở bên nước ngoài là người ta phải đi ăn nắng mới có được làn da đó. Trời ơi, ông ngồi, ông đi hỏi vợ mà ông nghe thông tin kiểu gì. Trời ơi. Rồi, nhìn vào cánh cửa trái tim đi, mở ra nè, để xem hôm nay mình dự đoán có đúng hay không nha. Sao cưng, rồi nhận ra ảnh chưa? Chỉ ảnh cho chị coi, chỉ lại cho coi đúng không. Anh đó mới đúng chứ, anh đeo mắt kiến kia là không phải đâu. Mở cửa trái tim ra, đầu tiên cảm xúc của em như thế nào? Em thấy bạn rất là dễ thương, làn da bóng láng như gì chị nói luôn ha. Không biết bạn thấy em sao thôi. Em thấy anh rất là trẻ. Chị trẻ, chị khen trẻ nãy giờ dạ, đúng không? 41 tuổi là trẻ. Em có ngại chuyện đó không? Ngại chuyện anh trẻ hơn so với tuổi không? Không biết đâu có sao đâu. Trẻ hơn thì vui chứ, chuyện trẻ hơn ngại. Rồi bây giờ mình tặng quà nhau đi. Trời ơi, tặng qua trái tim luôn. Gọi quà gì nhiều vậy? Dạ, bánh trung thu á. Trời, gần tới trung thu rồi, ngồi xuống cưng. Trung thu rồi đó hả? Ở trên là cái mắt kiến. Anh bán mắt kiến bèm bèm. Không biết. Chở củi về rừng. Mở ra coi, đánh giá coi. Ông chủ, chủ bán mắt kiến. Mắt kiến này, mắt kiến gì vậy ông chủ? Dạ em không có bán loại này. Không có bán loại này hả? Ổn không, đeo vô cái coi nè. Mày đặt hả? Kinh doanh đeo mắt kiến hả? Cưng hả? Ổn không cưng? Cái này là có thần giao cách cảm đó nha. Mắt mới gì, cái đóng quà tặng không tặng. Tặng ngay cái món em đang kinh doanh. Nhưng mà cái này dù sao cũng đem cất, bấm nút hay không bấm nút cũng cất chứ không có đem về bán nha cha. Nha. Tại em nói em không có bán lại. Thì bây giờ về bán. Rồi bây giờ để tạo thêm cái bạn, hai bạn cho cái duyên hai bạn nó thêm nhiều hơn nữa, chặt hơn nữa. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Ăn Kho nha. Rồi mình vừa ăn uống mình vừa trò chuyện với nhau. Giới thiệu với hai bạn, đây là món lõi vai bò Mỹ nướng dùng kèm với nấm rừng, sốt rượu vang. Sốt rượu vang rất là ngon luôn. Món ăn ở đây món nào cũng ngon hết, rất là hấp dẫn ha. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Duy Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh có đi về miền Tây? Anh có về miền Tây. Hiện tại là anh ở nhà chỉ là buôn bán là chăm em bé. Tại vì con anh nó
thời gian đầu nó đeo ba lắm, cho nên là anh phải kiếm cái việc gì đó mà thời gian của anh nó phải thoải mái á, thì anh mới có thể chăm nó được. À, anh nuôi con một mình có vất vả không? Không em, anh thích nít lắm. À, có ai phụ anh không? Hay là có một mình anh? Cũng có mình anh à. À, không ai phụ luôn. Ừ, như tới khi nào anh có cái việc gì đó anh phải đi á, thì anh nhờ mẹ anh á, bà nội thì giữ giùm thôi. Là tất cả mọi thứ là anh làm hết, chứ nó cũng không chịu ai hết trơn. Như các em, tiêu chí của em là phải là người tử tế. Tử tế thì bao gồm là mình sống có ích, lúc nào mình cũng nghĩ về một cái tương lai tốt, mình sẽ hành động về cái việc đó. Mình có thể giúp đỡ những người khổ hơn hoặc là khó khăn, nếu trong điều kiện mình có thể yêu thương gia đình hai bên, hoặc là có những cái khó khăn thì cùng nhau mà vượt qua. Ví dụ như lỡ gặp một cái gì có khó khăn thì ai cũng buông tay hết, mình cũng lớn, mình hy vọng là mình có thể làm lại nhiều lần. Anh nói anh là người rất là lạc quan. Anh rất là lạc quan. Anh thấy vậy chứ em nói chuyện anh mà hợp gu rồi á, anh chỉ chọc em cười thôi. Chỉ nói chuyện anh chỉ có cười. Sao nãy giờ không có ăn một miếng nào hết trơn vậy? Dạ có chị. Trời ơi, ăn đi chớ. Ngon không cưng? Dạ ngon chị. Nãy giờ có chốt được cái câu chuyện hẹn hò nào chưa? Dạ chưa. Trời ơi, câu chuyện nào chốt ông? Thấy ổn không? Dạ được. Em thì em sợ bạn nữ thôi chứ em thì... Sợ bằng nữ là sợ cái gì? Sợ bằng nữ kiểu như em có còn lăng tăng gì điều gì nữa không? Ta không lăng tăng em thôi á, tại vì ta sợ vợ cũ em quay lại đó, thôi đó. Cho nên em mới hỏi là còn kiểu như muốn làm rõ hay không. À, nhắc tới con cái thì chúng ta sẽ nhắc đến gia đình. Hôm nay em đi về chương trình với ai? Em với mẹ, với dì và em gái. Mẹ, dì và em gái, hôm nay em đi với ai? Dạ đi với lại mẹ với lại con. Vậy bây giờ các Tường xin mời gia đình hai bên chúng ta vào đây để trò chuyện một chút nha. Rồi, đứng đây con trai, chào con. Chào cô. Chào cô Cát Tường. Giỏi quá, dạ con chào cô. Dạ, chào cô. Ở đây là mẹ đúng không? Dạ. Còn đây là... Dì Út. Trời ơi, dì Út dễ quá, tưởng đâu chị. Đã đứng vô đây. Rồi, con tên gì? Con tên Hùng Nguyễn Gia Khang. Con thương ba không? Thương nội không? Thương mẹ không? Rồi, suy nghĩ. Con thương mẹ không? Ba với mẹ thương ai hơn? Thứ hai. Cả hai. Vậy sao nãy hỏi thương ba không gật, thương nội không gật, hỏi thương mẹ không, sao suy nghĩ vậy con? Dễ thương quá ha. Rồi, dạ thưa cô, hôm nay cô lắng nghe câu chuyện của hai em ở đây thì cô có suy nghĩ gì ạ? À? Cô nghĩ như thế nào về cái buổi họp mặt ngày hôm nay ạ? À? Thì cũng muốn cho con nó có một cái mái ấm mới. Dạ đó. Nhưng mà cô mong muốn con dâu tương lai của mình là người như thế nào? Cô thì không có tiêu chí gì hết. Dạ. Hãy con nó thương là ok. Dạ. Con dâu về nhà làm dâu mình không? Không cần. Mà cô đang sống với ai? Sống với mấy đứa con nè. Rồi rủi rồi nó ra riêng ở vợ nó rồi cô sống với ai? Sống với cháu. Ờ. Phải có đứa cháu nào ở với mình là được rồi. À, có đứa cháu nào? Có nhỏ cháu kìa. À, có nhỏ cháu nữa hả? Là miễn có người ở chung. Có người ở chung là được rồi. Vậy là chịu. Anh tu con trai mình chịu là được hết. Đúng rồi. Không có yêu cầu gì, tiêu chuẩn gì hết. Không cần yêu cầu tiêu chuẩn nha. Rồi, dạ thưa cô. Thì cô nhận xét về cậu thanh niên này như thế nào ạ? À, thấy cháu cũng được. Mình có tiêu chí gì để kiếm chàng rẻ không con? Miễn hai đứa nó thương là ok hết. Mà lên đó đây tin tưởng chương trình. Dạ. Nhờ chương trình tìm giùm thì cũng phải tin tưởng. Dạ. À, cho đàng hoàng chứ lên mới lên tới đây. Mẹ nôn quá, dì Út thấy sao dì Út? Không biết là con gái nhà mình nhà có cái tật xấu nào hay có cái gì mà nãy giờ chưa khai không cơ? Tính nó sao cô? Gái lớn của mình lo cho gia đình lắm. Dạ. Mà cái hay nhiều nói lớn tiếng vậy thôi rồi trong lỏng không có để bụng. Dạ. Nói chung là hôm nay là gia đình hai bên là đồng ý rồi, cũng là thấy là về mặt bên ngoài là hợp lý hết đúng không ạ? À? Ăn thua là giờ hai bạn nó có hợp nhau, có đồng ý với nhau hay không thôi. Cho cơ hội bấm nút tìm hiểu đi. Nhiều khi được đó. Trước mắt hôm nay lâu lâu mới có dịp hai bà xui gặp nhau, mình bắt tay mình chào hỏi hai bên. Rủi đâu vậy mà sau này làm xui thiệt. Dạ làm xui, mình gã nhỏ gái mình cũng Sài Gòn luôn, gã gái Sài Gòn luôn. Dạ. Rồi. Rồi hai bà xui ha, ôm nhau cái thấm thiết đi nè. Rồi. Vỗ tay. Bà nội làm gì với con? Không biết luôn. Con qua đây, con chào cô này cho cô một cái đi nè. Dạ khoanh tay lại, dạ con chào cô. Rồi, ví dụ mai mốt cô về nhà ở chung con luôn, cho nhà đông người vui vui xíu con chịu không? Được không? Chắc không? Được không? Rồi, cảm ơn con. Dạ con cảm ơn hai gia đình nha, con cảm ơn ạ. Thấy hai bà xui có vẻ vui vẻ quá mà thoải mái phóng khoáng quá, không ai có cái gì khó khăn hết trơn. Rồi bây giờ tới chương trình làm khó mình chút ha, cho nó vui. Rồi đọc lớn lên coi, nói dị giọng nè.
Nếu em thích anh, nói một câu thể hiện tình yêu với em, anh sẽ nói câu gì? Nếu như bạn gái muốn mình nói một câu để thể hiện tình yêu với bạn gái thì em sẽ nói cái gì? Thì nói anh thích em. Không rồi, cho tình cảm vô, nhìn thẳng mặt bạn gái nè. Mình anh với em á thấy đối phương được thì anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau cơ hội đi. Anh mong là em bỏ qua được cái chuyện đó, cái như là suy nghĩ thoáng được cái chuyện đó. Thì phải cái chuyện này nó phải thông thì anh với em nó mới phải đến với nhau được. Trời, người ta đâu có nói gì đâu, người ta chỉ hỏi tình huống cho mình xử lý. Chứ người ta có nói người ta không chịu mình ở với vậy em đi lấy vợ em bỏ con em, người ta mới đánh giá em thấp đó. Chứ tự nhiên con nuôi đó giờ gì đi lấy vợ rồi trả con là cho bên kia, cái đó mới kỳ đó. Chứ còn em giữ con em chuyện bình thường. Hiểu sai vấn đề, lệch lạc vấn đề. Ủa rồi trả lời cái rồi là cái câu này của người ta đâu phải câu đó. Giờ nè, giờ nói một câu tình cảm nè. Anh thấy rất là dễ thương, ấn tượng ban đầu là cũng thích em rồi đó. Rồi, mời em gái. Hãy yêu cầu đối phương làm một điều gì đó theo ý bạn. Em muốn anh làm gì? Chắc là anh hát hay á, cho nên em nghĩ là anh tặng cho mọi người ở đây một bài nào vui vui chẳng hạn. Vui vui chẳng hạn. Anh hát nhạc buồn. Ôi vậy anh hát bài buồn mà, bài nào đừng quá buồn. Có ý nghĩa xíu. Đúng rồi. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn cùng em đi đến chân trời, lắng nghe nhịp đập con tim, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Hey, rất là ngọt. Và đó là những cái giây phút chúng ta đã dành cho nhau thì tương đối là trọn vẹn, có ý kiến người thân, cũng có một bữa ăn chung, có những cái lời trò chuyện. Quan trọng là bây giờ các bạn hãy đo lại cảm xúc của mình. Giống như ý nghĩa của chương trình, đến đây chỉ là cái duyên gặp nhau thôi. Còn mình có nắm bắt cái duyên đó hay không, mình cảm thấy mình có rung động, có chọn cái đối phương là một người mình muốn tìm hiểu hay không, thì mình hãy đưa ra quyết định của mình nhé. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Và hãy chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình, vì đây là lúc mà gia đình hai bên đang theo dõi chúng ta. 1 2 3 Hết thời gian. Đôi nửa trái tim đã cùng sáng đèn. Mời anh trai qua bên đây ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Cặp đôi này rất dễ thương. Mặc dù phía trước cũng còn một số những cái lăng tăng, những cái khó khăn. Ở đây những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của chị nhá. À, mình là Lê Thị Tĩnh, mình sinh năm 84, hiện tại mình đang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Lê Thị Tĩnh ạ? Tĩnh huyện đấy bạn. Dạ vâng. 1984, hiện tại đang ở Vũng Tàu. Hiện tại chị đang làm công việc gì? Quê quán của chị ở đâu? Quê gốc của mình là ở Thanh Hóa, còn mình di cư vào Vũng Tàu từ nhỏ. Di cư Vũng Tàu từ nhỏ rồi. Hiện tại chị đang làm công việc gì ạ? Chị buôn bán ở ngoài chợ em. Buôn bán cụ thể một chút xíu là buôn bán gì? Chị bán nước á, bán hàng nước, hàng quà, nước uống á, các loại như nước uống á. Rồi. Bán nước uống ngoài chợ. Dạ vâng, chị là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh của chị là nội trợ tốt, chung là nhiệt tình, rồi sống hòa đồng với mọi người. Rồi. Điểm yếu. Điểm yếu là tính cho chị sống hơi tình cảm một chút nên thường bị mọi người lợi dụng nhiều. Câu chuyện cụ thể là gì ạ? Tức là kiểu giống như là chị sống, chị hay tin người á. Mình hay tin rồi đặt niềm tin sai chỗ đó. Nên là cứ bị kiểu giống như bị người ta lợi dụng cái lòng tốt đó của mình ấy. Nhiều lần nhưng mà vẫn không rút ra thoát ra được. Trong chuyện tình cảm hay là công việc ạ? Tất cả bạn bè và ấy là cả công việc và cuộc sống thì tình cảm này em. Rồi, chị từng kết hôn chưa? Chị kết hôn rồi, chị ly hôn được 8 năm. Hai anh chị ở với nhau bao nhiêu lâu? Chị ở 10 năm em. Có mấy cháu rồi? Hiện tại chị có 2 bé, một bé học lớp 10 và một bé học lớp 5.
Các con thì đang ở với ai ạ? Hiện tại ở với chị hết. Ở với chị hết. Tại sao mà lý do mà để anh chị ly hôn là gì ạ? À, chồng cũ bài rồi cá độ rồi đề, nói chung là nhiều tật lắm. Rồi. Là nhưng mà chị vẫn chịu khó ở với 10 năm hả? Hay là về mới phát hiện ra rồi là sao? Ý là chị vẫn ở 10 năm đó là vì hai bé, đến sau này chị phát hiện là anh có bồ rồi chị mới ly hôn. Rồi. Có một hồi ly hôn. Chị là chia tay 8 năm nay rồi thì có nhiều người giới thiệu cho chị những mối quan hệ khác không? Ý là không giới thiệu, nhưng mà cũng là bạn bè thân quen, cũng quen một vài người, nhưng mà rồi cũng kiểu giống như là điểm yếu của chị đó là chị dễ tin người rồi cũng dễ thương người á, là người ta chỉ lợi dụng lòng tốt của mình. Có một cái mối quan hệ nào tiến sâu đến dạng mối tình chưa? Có em. Đa phần là bị chỉ bị lợi dụng. Họ họ đến với mình họ không thật lòng, không thật lòng với mình rồi cũng không có thương con mình. À, không không không. Câu chuyện cụ thể là mối tình gần đây nhất thì nó diễn ra như nào chị? Cách đây 4 năm á, Dạ. chị cũng quen anh đó hơn chị 7 tuổi, cũng đổ vỡ một lần đúng chị. Mà khi quen được một thời gian đó thì anh á gọi, ý là anh á nói rõ quan điểm là anh chỉ thương chị chứ anh không thương hai đứa nhỏ. Dạ vâng, thế là chị dừng lại luôn. Rồi, bây giờ chị mong muốn tìm cái mẫu người như nào để phù hợp với mình ha? Thứ nhất đó là chân thành em, có nghĩa là khi người ta mở lòng với mình thì họ phải chân thành chứ không phải là đem tình cảm mình ra để đùa giỡn. Hai nữa là có công việc ổn định, với thứ ba nữa là chỉ có một cái nhu cầu là không phải là người Bắc. Rồi. Phải người Bắc. Công việc như nào là ổn định chị? Là có nghĩa là mình có công việc ổn định, chẳng hạn như là một công việc làm ổn định để duy trì cực cuộc sống, nó không có phải là bấp bênh may có việc may không có việc vậy đó. Vâng, cái mức lương mà thu nhập mà chị mong muốn là nhiêu? Chị cũng không có đặt nặng cái vấn đề là phải là nhiều tiền, nhưng mà chị ít là giống như là họ họ đến với mình á, thì họ phải chu toàn được cuộc sống của họ, họ đừng có kiểu giống như là dựa dẫm vào mình. Rồi, sống không dựa dẫm vào mình. Rồi. Sống không dựa dẫm vào mình. Về ngoại hình sao chị? Cao 1m65 trở lên em. Rồi. Cao 1m65, tuổi tác sao chị? Tuổi tác thì khoảng chừng 45 tuổi đổ lại thôi, chênh lệch nhiều tuổi quá. 45 tuổi đổ lại. Rồi. Ok, em cảm ơn chị Tính nhá. Thì chương trình sẽ liên hệ với chị nếu mà tìm được người phù hợp với chị nhé. Sẽ có biên tập nói chuyện rõ, cụ thể hơn với chị về nội dung ạ. Chị cảm ơn em. Dạ vâng. Chào em nhé. Dạ chào chị ạ. Dạ. Chào bạn, bây giờ bạn giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình nhá. Dạ. À, em tên là Cao Thị Hồng Nhung, sinh 1984. Công việc hiện tại của em là giám đốc điều hành hành chính của doanh nghiệp nước ngoài. À, quê quán là ở Phú Yên, hiện tại sinh sống tại Đồng Nai. Công ty của mình là làm về mặt gì nhỉ? Dạ, điện tử. Hiện tại. Rồi, hiện quê của bạn đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên. Hiện tại đang làm ở Đồng Nai. Dạ. Điểm mạnh của Nhung là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, giao tiếp, sao ta, à,
ở sạch sẽ chị. Em ở điểm sạch yếu lắm. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay bà sống tình cảm á, nóng tính. Nóng tính. Mỗi lần mà nóng tính mà bộc phát thì mình sẽ như thế nào? Em thì không, trước đây thì có nóng tính, có bộc phát, nhưng bây giờ thì không có vậy nữa. Bây giờ là kìm lại, em nóng tính em đi ra ngoài. Nóng tính đi ra ngoài. Trước đây thì nó sẽ là như thế nào? Trước đây là em ném đồ á chị. Rồi. Mình đã từng kết hôn chưa? À, trên giấy tờ thì em chưa có kết hôn. Chưa có kết hôn. Chưa có kết hôn trên giấy tờ, nhưng mà còn mối quan hệ khác là sao? Mối quan hệ thì em là có 3 con. 2 con ruột và 1 con thụ tinh nhân tạo. 3 con. Rồi. Mình kể chi tiết một chút xíu nha. Dạ. Yeah. Là mình quen anh đó xem như nào, đến với nhau mà chưa kết hôn à? Có nghĩa là cái người đó với em thì hồi trước đây sống chung với nhau thì cũng là vợ chồng rồi. Nhưng mà em không có muốn làm giấy kết hôn, tại vì em không thích mang họ của cha. Ủa? Trân ơi, chị Hà Phương trả lời cái vụ khác chưa? Ơi bạn. Alo. Dạ. Ờ, thì là bạn do bạn không thích con mang họ cha. Dạ. Tại sao mà mình lại có cái suy nghĩ đấy? Hay như là mình không thích á? Tại vì trước đây ông xã của em là người nước ngoài á. À. Rồi em sẽ là người nước ngoài. Thì hai bạn sống với nhau bao nhiêu lâu? 5 năm chị. Sống với nhau 5 năm. Tại sao chia tay? Nó hơi là cũng tế nhị á. Thì chồng của em là cũng cao to, với lại cái nhu cầu sinh lý của ảnh nhiều á. Và lại em bị áp lực công việc. Làm cho mình bị áp lực hả? Dạ. Thế là cái đứa con mà thụ tinh nhân tạo đấy là sau khi chia tay hay là chưa cùng mới luôn? Cái đứa con thụ tinh nhân tạo là mới đây. Là mới đây đúng không? Dạ. Bây giờ các con đang ở đâu à? Các con đang ở với em. Cả 3 con đúng không? Dạ vâng. Rồi. Bạn mong muốn tìm một mẫu người như nào? Em chỉ muốn cái người đó là biết quan tâm nè, chăm sóc gia đình, có thể là phụ việc nhà, thương yêu các con của em. Rồi. Nhưng mà phải có công việc ổn định. Còn đối bạn như thế nào là công việc ổn định? Chủ là phải có công việc rõ ràng á chị. Công việc rõ ràng. Rồi. Dạ. Mức thu nhập bao nhiêu thì ổn? Em không quan trọng cái đó. Rồi. Quê nhưng quán mà, vùng miền tuổi tác? Quê quán thì em không quan trọng luôn. Rồi. Còn tuổi là ưu tiên cho em, những người sinh năm 1976 và 1977 ạ. À, thích ngày 1976, 1977. Dạ. 1977. Rồi. Cái người đó chị chọn cho em người cao, phong độ xíu cao chút. Cao to, có bụng. Rồi. Còn gì nữa? Còn gì yêu cầu về chàng trai không? Cái người đó biết phụ việc nhà là được rồi. Rồi. Bạn không thích điều gì ở đàn ông? Nói mà không làm được á chị, cái miệng luyên thuyên á. Rồi. Rồi. Ok, cảm ơn Nhung nhé. Thì hôm nay là chương trình đi tìm, chương trình liên hệ với bạn để mà làm quan trước á, xong rồi sẽ tìm cái người làm nó tạm phù hợp, xong rồi sẽ liên hệ với bạn sau nha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi alo, chào chị. Chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như công việc hiện tại của mình. Mình sinh ngày 20 tháng 4 năm 69.
Rồi, họ và tên ngày tháng năm sinh chưa? À, mình tên là Đinh Thị Huyền Đương, ngày 20 tháng 4. Quê quán công việc hiện tại của chị ạ? Quê quán là quê mình là tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại chị đang ở đâu? Hiện tại mình đang ở Quảng Ninh. Chị ở chỗ nào Quảng Ninh? Ở phường là Yên Giang, thị xã Quảng Yên. Rồi, chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì chị bay vào đây tham gia được không? Mình bay được. Rồi, báo chị trước bao nhiêu ngày thì chị sẽ bay được vào trong thành phố Hồ Chí Minh ghi hình? Báo trước cho mình khoảng 1 tuần. Rồi. Đến tháng 11 này mình cũng bay vào đấy 1 tuần để mình đi du lịch. Rồi, trước đó là chị đã từng kết hôn rồi đúng không? À, mình kết hôn rồi, mình được 2 con gái rồi. Hai chị sống với nhau được bao nhiêu lâu? Mình tính là mình sống được khoảng 10 năm thì khi sinh đứa con thứ 2 thì bắt đầu mình chia tay. Lý do sao chia tay? Vì chồng mình rượu chè, lười, cũng là lười lao động và rất là rượu chè ở nhà. Rồi, sau khi mà chia tay chồng ấy thì chị có làm quen mối những cái mối quan hệ khác không? Mình không, mình có nghĩa là một mình nuôi 2 đứa con mà 2 đứa con mình đều học đại học hết. Đấy là học hết. Rồi. Rồi, thế vậy chị mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào ạ? Mình muốn là cho mình cái mẫu người đàn ông có thể phải có sự hiểu biết này, có công việc ổn định, ví dụ như kinh doanh, nghề nghiệp của mình là kinh doanh mà mình cũng muốn có người bạn cũng kinh doanh hoặc là có công việc ổn định, Ờ. công chức nhà nước chẳng Ngoại hình tuổi tác sao? hạn. Hình thì cũng phải cao rõ, vì mình cao 1m65 mà. Thế là mình cũng người đàn ông cũng phải cao từ 1m65 trở lên. Rồi. Tuổi tác thì sao? Tuổi à, thì tuổi thì tuổi từ 55 mà cho đến 65. 9, 6 năm rồi. Công việc nghề nghiệp Công việc nghề nghiệp của mình hay là của đối tác? của bạn đó. Của bạn đấy à, thì người đấy thì cũng tức là có công việc ổn định, ví dụ như ở cơ quan nhà nước chẳng hạn, hoặc là một có công việc gì ổn định, có kinh doanh chẳng hạn. Kinh doanh đấy. Rồi. Ok, chào. Cảm ơn chị nhé. Thì hôm nay để bọn em làm quen nhé, hỏi hỏi về tình hình của chị. Xong rồi tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ báo và liên hệ với lại chị ha. Vâng ạ. Là vâng. Vâng ạ. Rồi. Chị chào em nha, mình giới thiệu với bản thân mình đi em ơi, họ tên tuổi được công việc quê quán nè. Họ tên em Nguyễn Trần Nam Thanh này. Em 26 Nguyễn tuổi. Trần Nam Thanh, 26 tuổi đúng không? Đúng rồi. Rồi, Thanh đang làm công việc gì ở đâu em? Em đang làm nhân viên bán hàng ở trong siêu thị. Nhân viên bán hàng siêu thị. Rồi, ở đâu em? Em ở bên ngoài Đồng Nai. Rồi, đang ngồi đâu mà đèn nhấp nháy phía sau nhiều thế? Em hôm nay đang đi chơi mấy bạn. Nơi được nghỉ hả? Dạ. Rồi, Thanh là gia đình em là quê ở đâu em? Quê Hải Dương Quê gốc là Hải Dương nhưng mà gia đình ở Đồng Nai luôn hả? ạ. Dạ, gia đình ở Đồng Nai. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Sao chị? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hay đi hát, hát này nọ, thể thao này nọ. Hip hop hả? Chơi hip hop hả? Dạ. Là nhảy hả?
Đúng rồi chị. Rồi. Rồi ok, rồi tiếp đi, điểm yếu của em thì sao? Điểm yếu thì em không thích hút thuốc, không thích nhậu nhiệt. Không hút thuốc, không nhậu nhẹt, còn gì nữa? Rồi không đàn đúm chơi bời bạn bè nhiều. Gì nữa nè? Hết rồi. Rồi tình trường của em thì sao? Sao gì? Tình trường. Bình thường cái gì? Tình trường á, tình yêu á. Tình yêu của em thì cũng bình thường là gì? Tiếp đi, tiếp đi, mấy mối tình rồi vì sao chia tay? Vì cái đó là do em có làm ở đó nhiều thời gian quá, không có chăm sóc cho gia đình được cái gì, không chăm sóc cho gia đình được cho nên là vợ bỏ. Rồi bây giờ em mong muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào? Mẫu người biết quan tâm cho gia đình rồi chăm sóc con cái như mẹ, như con mẹ cha vậy. Rồi ngoại hình của bạn gái, tuổi tác của bạn gái. Ngoại hình thì bình thường vậy. Rồi không quan trọng luôn hả? Dạ. Không quan trọng ngoại hình của bạn gái luôn hả? Không, em không quan trọng về ngoại hình. Tuổi tác thì sao? Nếu tao yêu mình thật lòng rồi thương con mình thật lòng với chăm sóc cho gia đình là được. Giống như là con mình thì phải thương thật lòng rồi. Dạ. Có thương mình hay không thì không biết nha, nhưng mà con mình thì chắc chắn là thương rồi đó. Dạ. Rồi, ok. Cảm ơn Thanh nha. Hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ tiếp với em ha. Dạ.